Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao hươu cao cổ lại có một kiếp cổ dài như vậy không? Rất nhiều người cho rằng cổ dài giúp chúng có thể vươn tới những ngọn cây để ăn lá cây. Nhưng thực tế là hươu cao cổ chỉ chủ yếu ăn cỏ trên mặt đất. Vậy tại sao lại có những chiếc cổ dài như vậy? Lý do chính nằm ở bản năng tranh giành mạng tình của chúng. Hươu cao cổ sử dụng cú vung để tấn công đối thủ trong cuộc chiến tranh sinh tồn này. Với chiếc cổ dài hơn thì khả năng gây sát thương lớn hơn và do đó có nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Chính chọn lọc tự nhiên đã thúc đẩy chiếc cổ này ngày càng dài ra từ đời này sang đời khác, giúp hươu cao cổ có một chiếc cổ dài nhất so với tất cả các loài vật trên trái đất này.